Ngọc Khánh xin thân ái mến chào quý vị khán giả, và ngày hôm nay rất vui vì Ngọc Khánh đã mời được nữ ca sĩ Hạ Vi lên đây để trò chuyện cùng với chúng ta. Hạ Vi xin mến chào quý vị. Mến chào Ngọc Khánh. Và Ngọc Khánh được biết là nữ ca sĩ Hạ Vi thường bay đi diễn rất nhiều nơi, nhưng mà khi nào gặp nữ ca sĩ Hạ Vi thì lúc nào nhìn chị cũng tươi tắn, trẻ đẹp và tràn đầy năng lượng. Thì Ngọc Hạ Vi có thể chia sẻ cho Ngọc Khánh được biết không? Cảm ơn những lời khen của Ngọc Khánh. Kính thưa quý vị, quý vị cũng biết là Hạ Vi cũng rất là bận rộn. Cái công việc của Hạ Vi là phải bay đi rất nhiều. Ngọc Khánh thấy mới vừa rồi Hạ Vi đang ở Úc Châu, là phải bay về đây để mà quay chương trình cho Trung tâm Thúy Nga. Rồi hôm qua thì ở Tampa, mà Hạ Vi hôm nay phải bay tức tốc về đây để gặp gỡ tất cả quý vị. Nói chung là cái công việc của Hạ Vi thì bay tới bay lui rất là nhiều. Nhưng mà Ngọc Khánh thấy Hạ Vi cũng rất là khỏe mạnh phải không? Dạ đúng rồi. Thấy không có mệt mỏi phải không? Dạ thì cũng nhờ là Hạ Vi mỗi ngày là tập thể dục thường xuyên, rồi Hạ Vi cũng ăn uống điều độ, và nhất là mỗi ngày Hạ Vi đều dùng thực phẩm chức năng để bồi bổ cho sức khỏe của mình. Nếu như vậy là nữ ca sĩ Hạ Vi phải chia sẻ liền cho khán giả đang theo dõi được biết là cái sản phẩm mà chị Hạ Vi đang sử dụng là gì, bởi vì Ngọc Khánh cũng rất là muốn biết cái sản phẩm mà chị tâm đắc. Hạ Vi xin chia sẻ với quý vị là Hạ Vi đang dùng sản phẩm thuần linh chi Nissan. Đây là một sản phẩm có rất là lâu đời và có mặt trên thị trường hơn 30 năm. Đây là một cái sản phẩm rất là quý hiếm. Bây giờ là có mặt khắp nơi trên thế giới. Ở bên Mỹ cũng có nè, Hạ Vi thấy ở Việt Nam cũng có bán. Như rồi, em thấy ở Canada cũng có bán. Đúng rồi, Canada. Rồi ở bên các nơi Á Châu và các nước khác cũng đều quý vị sử dụng rất là nhiều. Dạ đúng rồi. Ngọc Khánh biết không, Hạ Vi đi hát mấy cái tiểu bang khác đó, có mấy bác mấy cô chạy đến nói: ô, bác thấy cháu quảng cáo thuần linh chi Nissan ở trong TV. Và bác cũng uống cái sản phẩm này mấy mấy năm rồi và rất là tốt. Thì Hạ Vi nghe cảm thấy rất là vui. Hạ Vi cũng dùng cái sản phẩm này, và quý vị biết không, từ lúc mà Hạ Vi dùng thuần linh chi Nissan thì Hạ Vi cảm thấy giấc ngủ mình nó sâu hơn, và mỗi lần bay đi hát sau những chuyến bay dài thì Hạ Vi cảm thấy Hạ Vi không có bị mệt mỏi. Và nhất là dạo này đi ra đường thì bạn bè hay khen là Hạ Vi có cái làn da đẹp hơn. Ồ, nếu như vậy thì chị đã từng giới thiệu cái sản phẩm này cho những người thân yêu trong gia đình sử dụng chưa? Dạ đúng rồi, Hạ Vi giới thiệu rất là nhiều bạn bè cũng như là những người thân quen, và đặc biệt là mẹ của Hạ Vi. Mẹ năm nay cũng 70 mấy tuổi rồi và mẹ dùng cái sản phẩm này mấy năm rồi và mẹ cũng rất là thích. Như vậy là nữ ca sĩ đang nói về thương hiệu Nissan, là thương hiệu Nissan, thương hiệu tầm cỡ quốc tế của tập đoàn sản xuất ra dòng xe hơi Nissan nổi tiếng trên thế giới phải không? Còn thuần linh chi Nissan thì được sản xuất bởi công ty Nissan Chemical Industry, là công ty được niêm yết bởi tập đoàn. Thì ra Hạ Vi bấy lâu nay luôn dùng sản phẩm này để bồi bổ cho sức khỏe. Đúng vậy Ngọc Khánh, công ty Nissan Chemical Industries đã được thành lập vào năm 1887 và nó đã có hơn 100 năm kinh nghiệm về mặt sản xuất. Cho nên từ trước đến nay, cho nên là từ cái khâu mà nuôi trồng đến cái khâu sản xuất cũng được là chuẩn bị rất là kỹ lưỡng và rất là công phu. Ngọc Khánh biết không, thuần linh chi Nissan nó chứa 100% xích linh chi tinh hoa, cho nên là rất là nhiều người cũng như là Hạ Vi rất là tin tưởng vào sản phẩm này. Ngay cả linh chi mà họ còn có thể nuôi trồng, vậy thì ngay từ đầu họ đã có thể kiểm định được chất lượng, và điều này không hề đơn giản đúng không chị Hạ Vi? Đúng vậy Ngọc Khánh. Cơ sở nuôi trồng linh chi của họ nằm tại Hokkaido tại Nhật Bản, và đất đai ở cái vùng này thì rất là màu mỡ, không khí thì trong lành, vì vậy cho nên là rất thích hợp cho việc nuôi trồng linh chi. Linh chi thì họ nuôi trồng trong một cái nhà kính đúng không? Nhà kính, không có bị ô nhiễm môi trường, không có sử dụng bất cứ cái hóa chất nông nghiệp nào hết. Và cái nhiệt độ và độ ẩm được kiểm soát rất là bảo đảm, cho nên là nuôi trồng linh chi trong một cái môi trường rất là tinh hoa như vậy thì sản phẩm rất là tốt. Wow, em còn được nghe nói là cái sản phẩm mà họ nuôi trồng á là còn được sử dụng ở cái loại gỗ quý hiếm nữa đúng không chị? Đúng rồi. Nếu mà quý vị nào mà thích uống rượu whisky thì nhất định quý vị đã từng nghe qua
whisky đã được ủ trong cái gỗ gọi là gỗ sồi. Mà cái loại gỗ này á rất là quý hiếm và chỉ có ở Hokkaido. Ở Nhật Bản mới có thôi. Thì công ty Nissan mới dùng cái loại gỗ sồi này để mà trồng linh chi, và ngay cả những cái nguyên liệu mà dùng để nuôi trồng linh chi cũng được tuyển lựa rất là tốt, thì chất lượng sản phẩm rất là bảo đảm.